Lâu rồi Tammy không có ngồi nói chuyện với mọi người thì tại nó cũng có một số lý do tại sao mọi người cứ ignore cái thùng ở đằng sau nha. Nó có cái lý do mà nó đang ở đằng sau. Thời điểm gần đây thì Tammy vắng bóng một thời gian. Tammy sẽ explain với các bạn là tại sao lại như vậy. Nhưng mà trước hết thì hiện tại là đang buổi sáng sớm, Tammy đang chuẩn bị vô để mà đi làm. Để từ từ trong ngày Tammy có thời gian hơn, Tammy sẽ explain với mọi người là vì sao và also những cái đặc biệt sắp tới của Tammy mà Tammy rất là vui để mà có thể share với mọi người. You didn't follow me. You're so dark. Okay. Hello, hello, hello. Hi mọi người. Bây giờ thì hồi hôm qua thì Tammy có quay một cái clip, một cái đoạn ngắn là Tammy nói là có người đụng xe kìa. Oh man, cái bà đó có sắp nguyên cái bumper luôn kìa. Wow. The Asian lady, she's freaking Honda. Yeah, it's a Honda. She carried her whole freaking bumper. Anyways, thì hồi qua Tammy có làm một cái Tammy có quay sơ sơ nói là có những điều bí mật sắp xảy ra mà Tammy rất là happy about. Thì bây giờ thì mọi người cứ coi trong Tammy đang làm, Tammy với Hiếu đang làm gì rồi mọi người đoán thử là Tammy sắp làm gì. Có nhiều người nói em post lên Instagram, có nhiều người nói tưởng em với anh getting married. And I was like no. No, Tammy với Hiếu còn lâu lắm, chưa cưới đâu. Chưa cưới đâu. 30 năm. Lâu đến cưới gì nữa. But anyway, bây giờ Tammy với Hiếu sẽ đi IKEA để mà coi một chút ít đồ. Yeah. We're at IKEA. Oh my god, favorite place. Oh yeah. Okay, thì hiện tại Tammy với Hiếu đang đi IKEA. Đang coi, hồi nãy giờ là đã coi sofa. Và bây giờ hiện tại là đang coi thảm. Thì mình đang rất thích cái thảm này. Bởi vì một điều Tammy sắp có apartment riêng. Me and Hiếu sẽ có apartment riêng của hai đứa. Và kiểu như giờ hai đứa đang đi vòng vòng shopping, kiểu như đồ furniture này nọ, sắp xếp trong nhà. Tại vậy bữa là Tammy sẽ dọn rồi. So kiểu như rất là vui, rất là excited. Hiếu có gì muốn nói không? Thì yeah, em rất thích cái này luôn nè. Oh no, nó kẹp hai cái thôi à. Không? Oh wow, bộ quá no. Em tưởng nó nhỏ hơn thì được. Anyways, vài bữa đó đáng lẽ là Tammy phải dọn vô tháng 1 một tay, nhưng mà Tammy muốn push up cái bữa ngày dọn cho nó sớm hơn. Tại cái tuần, nguyên cái tuần đó là Tammy on vacation, nhưng mà kiểu như ba tay là phải đi làm lại. Nhưng mà một tay dọn thì nói chung nó cũng lộn xộn lắm, nên định là hỏi sao 27 dọn. 27 dọn thì mình có thời gian này nọ để mà để mà dọn đồ, thu xếp cho nó gọn gàng, chỗ có này nọ. So yeah, từ vài bữa nữa. Giờ thì hiện tại thì mình chỉ đi mua đồ ít, một ít đồ trước để trong nhà thôi, rồi giờ mình đi mua tiếp. Thì yeah, thì vài bữa đó để theo mình dọn tới đó thì mình có thể quay là chỗ đó nó nhìn như thế nào. Mà cái chỗ đó rất là đẹp, thì mình với Hiếu rất là thích. Và nó cũng an toàn nữa mà. Thì mình đi mua đồ tiếp đây. Alright, bây giờ là đi mua đồ xong rồi. Chúng ta đang đi về đây. Mặt trời đang lạnh nhìn rất là đẹp. Right Hiếu? Yeah. Yeah. What's this? I don't know. Oh, hình như charge mấy cái xe điện hay sao á. Oh, like Tesla and stuff. You know? Okay. Oh, mặt trời lặn nó ngoài đẹp quá. It's so pretty outside. Tại bữa nay là ngày
kỷ niệm nho nhỏ của Tammy và Hiếu quen nhau được bao nhiêu? 3 năm, 8 tháng. Thì thường thường mấy cái ngày lẻ lẻ mà anniversary thì Tammy Hiếu kiểu như là bình thường thôi chứ không có gì. Còn mấy cái kiểu như là kỷ niệm mà kiểu như là năm á, kiểu như 1 năm, 2 năm, 3 năm á thì làm lớn hơn. Thì lớn hơn mà kiểu như là đi ăn ngon một tí hoặc là làm cái gì đó đặc biệt hơn. Ví dụ như tháng sau thì tháng sau ngày là sinh nhật của Hiếu thì also là ngày kỷ niệm 3 năm 9 tháng thì làm người ta làm cái gì đó nhỏ nhỏ cho Hiếu nhưng mà sẽ bật lý sao. Thì bữa nay khi mình với Hiếu lại coi bất ngờ tại hồi xưa là người tiên mà mới quen nhau á, kiểu như cái lần hẹn đầu tiên á mắc cỡ ở chỗ á, thì khi mình với Hiếu hẹn gặp nhau ở Starbucks tại vì kiểu như lúc không còn ngại ngùng mà thì ơi để thêm mình chạy ở thêm mình ở xa nữa rồi thêm mình chạy lên để gặp Hiếu thế là mình đi gặp trai thôi chạy lên gặp Hiếu xong mình sau đó Hiếu chở thêm mình chơi thì lại gặp ở Starbucks rồi ngồi ở Starbucks hình như là 3 tiếng đồng hồ rồi lúc mà mới quen nhau không biết nói gì sao ngồi đây mọi người biết Hiếu làm gì không, Hiếu lấy mấy cái tờ tiền 1 đồng á ngồi xếp mấy hình con chó đi theo mình nghe không biết đâu mà học mấy cái chiêu mà xếp hình chó để đi cô gái luôn á, lấy lòng gái mà gặp mình là thích chó nữa rồi ôi mà nó ngồi xếp cho con cha theo mình mấy cái con pit bull á nhỏ mà xếp nguyên một đàn vậy nè so cute. Là bây giờ hỏi em nhớ sếp sao không? Không quên rồi. Cô gái được rồi đâu cần nữa đâu. But anyway thì bây giờ thì mình với Hiếu ngồi đây một tí xíu là chắc một lát nữa là sẽ đi gặp bạn bè. Thì cái đó là cái bước 1 của thứ 7. Thì chắc ngày mai thì mình với Hiếu đi coi đèn Christmas. Tại sắp tới Noel là em muốn đi coi đèn Christmas. Hiếu có gì muốn nói không? Gớm quá, no. Yêu. Hey, để bỏ nó ra đây đi. Ôi, nhìn nó dễ thương quá. Lấy cái chảo giật nó. Ôi. Oh my god, no. Đúng cái này, con này so smart. Look, this one. Ôi, có kìa. Look at this one. How different. Trời ơi, có kìa. I know. Oh my god. Hai con này bigger too. Ôi con này dễ thương này, con màu trắng à. Mấy con này nhỉ nó. Ê con này nó lai lai đen đen nè. Oh my gosh. Quá là. Hai con này như nó múc nó còn có sữa nhiều. Yeah, hai con này đó. Hình như uống nhiều quá. Oh my gosh. Này là mấy ngày rồi? 7 ngày. Được 1 tuần rồi á, con này là được rồi. Này là Pekingese palm á. Chưa mở mắt mà. Of course, nó còn puppy mà. Khi nào nó mới mở mắt hả? Tuần sau. Hoặc là chó 2 tuần mới mở mắt hả? 15. Trời ơi, con nó ôm nhau kìa. Oh my gosh. Look at this face. Trời ơi. This face. Trời ơi, look at that. Con này active nha. Oh, look at that. Ôi, dễ thương kìa. Thảo tính bán đi rồi hả? Em bán mà. Em giữ lại một đứa. Nè, nuôi là con nó crazy out xong rồi. She will probably bite us, man. Tao muốn đụng kìa. Of course, mommy instinct. Nè, nè, how cute. Ê, sao này?